Trước phản ứng của phụ huynh học sinh cho rằng sách giáo khoa có thêm phần bài sẽ không thể tái sử dụng vào năm sau, chỉ có thể bỏ bán giấy vụn gây lãng phí. Vì vậy mới đây thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa bằng cách hướng dẫn học sinh không nên viết vào sách giáo khoa. Theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, yêu cầu các giám đốc sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục địa phương quán triệt từng cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn sách giáo khoa để sử dụng lâu bền. Ngoài ra, chỉ thị cũng nêu sở giáo dục đào tạo chỉ đạo việc phối hợp với các ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm trường hợp cán bộ giáo viên vi phạm quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục, khiến học sinh phải mua quá nhiều sách tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả gây lãng phí. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa hiện hành để có phương án chỉnh sửa bản thảo nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách giáo khoa trong quá trình học tập.